Con nói sao? Con muốn đi khỏi đây. Con xin phép ông, xin phép cô, xin phép cậu cho con đưa má con rời khỏi ngôi nhà này. Sao vậy Bích? Tại sao em lại muốn đòi đi? Con nói cho ta biết lý do nào con muốn rời khỏi đây. Để bảo vệ má con. Con nghĩ mình không thể tiếp tục sống ở đây được nữa. Cô, thì ra cô vẫn nghi ngờ tôi là người gây thương tích cho má cô hả? Ta không đồng ý để má con rời khỏi đây. Nhưng má con bị tai nạn trong lúc đang ở nhà của ta. Ta phải có trách nhiệm chữa chạy cho bà ấy. Đến khi nào má con bình phục rồi, con muốn đi đâu ta cũng không cản. Ta hiểu tâm trạng của con, nhưng mà con đừng lo. Ta không để sự việc tồi tệ này xảy ra một lần nữa. Thưa ông, con... Ta hứa với con, ta sẽ làm hết sức mình để giúp má con hồi phục trở lại, cho dù tốn hao bao nhiêu tiền bạc. Đốc tờ và thầy Lan đều nói chứng mất trí nhớ của má con chỉ là tạm thời thôi. Con đừng quá lo lắng. Giờ thì con trở về chăm sóc cho má con đi. Bích, đi đi em. Dạ, con xin phép. Ba, con... Ta thật nhục nhã khi sanh ra đứa con độc ác như cậu. Ba, ta cũng rất hổ thẹn khi không tự mình tống cổ cậu vào tù. Ba cũng không tin tưởng con sao ba? Con đâu có làm đâu. Không là cậu thì ai vô đây? Đã độc ác lại còn hèn nữa. Có gan làm, sao không có gan nhận? Ba hả? Con có làm mà ba. Đức tiếng. Chị hai hả? Chị phải tin em không có làm mà chị hai. Chị tin em đi. Thật sự chị cũng không hề muốn tin em là thủ phạm. Nhưng rõ ràng tối hôm đó em hẹn dì Lụa ra bờ ao. Với lại ngoài em ra không ai có lý do gì để hại dì Lụa hết. Tại sao vậy? Tại sao tất cả mọi người đều không tin tôi? Chẳng lẽ tôi xấu xa tới mức độ như vậy sao? Hả? Đức Tiến, chị im đi. Ở trong nhà này ai coi tôi là con? Ai coi tôi là em? Tất cả mọi người đều nghi ngờ tôi là người xấu. Tại sao vậy? Tôi đã nói là tôi không có làm mà. Trời ơi! Đức Tiến! Ngọc Bích à, cô nghe tôi nói đi được không? Tôi không phải là người hại gì Lụa đâu mà. Cô tin tôi đi. Tôi đã từng tin cậu. Tôi đã từng tự trách mình vì có ác cảm mà không nhìn thấy mặt tốt của cậu. Nhưng không ngờ những lời hăm dọa của cậu với má tôi, trước đó chính tay tôi nghe thấy. Cậu biểu má tôi tối đó ra bờ ao gặp cậu. Cũng chính tay tôi nghe má tôi nói lại, nếu không là cậu thì là ai hại má tôi ra nông nổi đó? Ai khiến cho má tôi không nhớ nổi con gái của mình? Ai cậu nói đi. Tôi không biết người đó là ai, nhưng mà người đó không phải là tôi. Tôi không có làm. Cậu đừng có giở trò mèo dợn chuột ở đây nữa. Tôi từng tưởng cậu là người tốt, nhưng giờ tôi biết mình đã lầm. Cậu bóp chết con chim sáo vô tội của tôi. Cậu ra tay tàn độc với má tôi. Không phải là tôi mà. Cô nghe tôi giải thích đi có được không Ngọc Bích? Cô tin tôi đi có được không? Bỏ tay tôi ra. Không, tôi phải nói rõ ràng với cô ngày hôm nay. Nếu không tôi sẽ không buông tay cô ra đâu. Cô bỏ ra không? Không, cô hãy nghe tôi giải thích đi bà Ngọc Bích. Bỏ ra. Không, cô nghe tôi nói đi mà. Giờ bỏ ra không? Không.